Ok, xin chào mọi người. Mọi người đã uống cà phê chưa? Sáng nay thì mình dành thời gian sẽ làm một cái video nói về cái công cụ CSM và TCA và nó có phải là chén thánh hay không. Thì đầu tiên mình khẳng định với các bạn là CSM và TCA nó không phải là chén thánh, mà nó chỉ là những công cụ hỗ trợ chúng ta trong quá trình lái cái máy bay như tên là Newsdance thôi các bạn. Buồng lái Newdance, Newdance ha. Chiến thuật để đánh 15 phút các bạn thì nó sẽ không quan tâm thị trường. Không quan tâm giá dầu, giá vàng, không quan tâm tổng thống Mỹ, chúng ta chỉ quan tâm cái điểm bảo lệnh của chúng ta mà thôi. Ok, thì cái CS đầu tiên mình sẽ nói về cái CSM cho các bạn ha, bởi vì có lẽ là nhiều các bạn chưa biết cách sử dụng. Ok, thì đầu tiên về cài đặt thì các bạn một số bạn thì gặp phải cái vấn đề là cài xong nó hiển thị không đúng. Thì có hai cách, là một các bạn cài cái bộ phone này vào. Sau khi cài phone vào thì khả năng lớn là nó sẽ cải thiện được cái tình trạng này. Trường hợp mà nếu các bạn cài phone rồi nhưng mà nó vẫn bị thì các bạn xóa đi, các bạn cài lại từ đầu hoặc các bạn reset lại cái MT4 ha. Thì đa phần là được thôi, bởi vì cái này nó cũng rất là dễ cài đặt thôi ha. Ok, tình huống nào mà các bạn xử lý không được, các bạn cứ tắt máy đi, các bạn khởi động lại để kiểm tra xem máy cái MT4 nó có chạy lại hay không. Ok, đây về phần sơ sơ qua về phần cài đặt thì mình sẽ nói một chút sơ qua một chút, các bạn hiểu sơ sơ về cái CSM này nó được tính toán như thế nào. Vì chúng ta không phải là học về lập trình, cũng không học học họ về cost MT4 gì hết, nên các bạn chỉ cần hiểu sơ qua cái cách tính của nó thôi để có khái niệm thôi. Thì cái CSM này nó được tính bằng cách là trong 25 cây nến ha, ở một khung thời gian nhất định, chẳng hạn như là khung H1 hay M15 gì đó đi, thì lấy 25 cái nến, chọn điểm cao nhất ha và chọn điểm thấp nhất. Điểm cao nhất là 2, điểm thấp nhất là low. Thì cái điểm giá hiện tại là đây, giá hiện tại ha, giá hiện tại là đây. Thì cái CSM này á, nó sẽ so sánh cái giá của cái khung thời gian nhất định là đó, nó sẽ so sánh giá với cái điểm cao nhất và thấp nhất. Thì cái thấp nhất sẽ là 0%, cái cao nhất sẽ là 100% ha. Thì cái thang từ 0 tới 100% này, price nằm ở mức nào thì cái CSM nó tính ở mức đó cho các cặp tiền. Ví dụ nha, USD, GBP, giá nó đang ở mức là 30% thì USD nó sẽ là 3, cái GBP này nó sẽ là 10 trừ 3 là 7 ha. Sau khi nó tính tất cả các cặp có liên quan tới đồng USD và đồng GBP, nó sẽ tính ra được một con số cho một đồng tiền nhất định, chứ không phải cặp tiền nữa các bạn. Tính ra là một con số cho đồng tiền nhất định, và nó sẽ có cái công thức để nó tính ra cho từng đồng tiền một. Ở đây là tính tính cho 1 2 3 4 5 6 7 8 8 đồng tiền chính thì các bạn, nó sẽ không tính cho cái đồng tiền gọi là đồng tiền những cái đồng tiền lạ, exotic ha. Ok, các bạn hiểu sơ sơ qua vậy ha. Tính như vậy, CSM được tính từ cách so sánh giá hiện tại ở khung thời gian nhất định so với giá ở điểm cao nhất và thấp nhất. Ok, một chút ha, các bạn hiểu như vậy là đủ rồi đó. Mình sẽ nói sơ qua về cách điều chỉnh các thông số cơ bản. Thì cái CSM original này nó có rất là nhiều thông số ha, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan tâm một vài thôi. Thì đầu tiên cái quan tâm nhất là cái parameter file này này các bạn. Cái parameter file này các bạn có thể điều chỉnh ba à bốn bốn cái thông số chính cho cái này. Các bạn có thể nhập none, hoặc là 20, hoặc là 25, hoặc là 30. Thì nếu các bạn đặt nâng á, nếu mà các bạn để nâng thì nó sẽ ra hiển thị như này, tức là các cặp tiền mạnh yếu gì đều có màu hết. Còn ví dụ như các bạn để 30 thì cái này là 20 đi, các bạn để 20 thì những cặp tiền nào mà cái này khả năng là 25 rồi, những cặp tiền nào mà dưới 25 và trên 75 thì nó sẽ hiện màu, còn những cặp lại còn lại sẽ bị làm xám nha các bạn. Thì nó giúp chúng ta quan sát tốt hơn chứ không có gì đặc biệt. Ok ha. Hiểu parameter file này thì parameter file này các bạn chỉ nhập theo cái này thôi ha, đừng có chỉnh chỉnh gì nữa vì mình đã chỉnh sẵn cho các bạn.
ba cái file parameter file mình và mình cũng đã gửi cho các bạn trong cái gói membership rồi. Các bạn chỉ cần nhập vào thôi. Không, các bạn thời gian này các bạn cứ làm theo những gì mình chỉ đi ha. Khoan hãy sáng tạo và mày mò. Cứ copy y chang cho mình đi. Rồi kiếm được tiền đã rồi tính sau nhá. Alright, có một số bạn hỏi là làm sao mà để tắt được những cái khung mờ nhỏ này đi, vì các bạn thấy nó rối, với lại đôi khi các bạn xài máy tính chắc tay á, cái màn hình nó nhỏ thì các bạn đơn giản các bạn xóa cái này đi thôi, không muốn hiện cái gì xóa đi thôi. Nhưng mà nhớ nghe, nhớ là xóa nhưng mà phải để những cái khung còn lại nó theo thứ tự này, chứ đừng có xóa M15, xóa M30 á, thì cái các bạn xóa là xóa đi rồi. Chẳng hạn các bạn xóa M30, các bạn xóa M30 á, thì H1 với M15 nó sẽ bị ngắt quãng, thì cái đường transmoral này nó sẽ không được liên tục. Ok ha, nhớ ha. Rồi tiếp tục nào. Các bạn thì cái number of candle này là 25, để nguyên 25 nha, không không chỉnh gì nha. Các bạn chỉnh 25 thì mấy cái này nó chạy loạn xạ lên là mình không chịu trách nhiệm này. Đấy. Về màu sắc. Màu sắc thì chỉ có cái đồng USD này á, nếu mà các bạn nào mà để cái nền màu trắng á, cái nền màu trắng á, thì các bạn nên chỉnh cái USD này thành 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 màu đen đi cho nó hiện ra. Chứ còn nếu vì hiện tại USD đang sử dụng màu trắng cho nền màu đen thì nó sẽ không hiện ra khi các bạn sử dụng nền màu trắng, không thể nhìn được. Như vậy thôi. Còn một cái thông số summarize spacing này các bạn có thể chỉnh tăng lên một chút, 2 và lên 4 6 gì đó, để cho cái khung summarize này nó được giãn ra. Cái summary này nó được giãn ra ha, nó giãn ra nó dễ nhìn hơn thôi, vậy thôi. Ok, quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng của CSM nha các bạn. Thì cách sử dụng đó là gì? Cách sử dụng của CSM đó là chúng ta sẽ buy đồng mạnh và bán cái đồng yếu. Ok ha. Cái phần này nhỏ quá. Nguyên tắc này, buy đồng mạnh này, bán đồng yếu, ok chưa? Nghĩa là sao? Ví dụ như ở đây là các bạn nhìn khung H1, chúng ta đánh M15, chúng ta nhìn khung H1, cái đồng GB, đồng bảng Anh mạnh này, đồng CHF yếu này, được chưa? Thì trường hợp mà các bạn nhìn vào cái cặp này, nó có một cái setup theo đố các bạn, thì theo các bạn thì cái setup nào thì có thể mua được ha? Đó là một cái setup gọi là setup mua là long entry. Nếu có một setup long entry ở của setup cross ấy, của cái hệ thống của cái chiến thuật cross ấy, thì mua được long entry. Bởi vì sao long? Bởi vì chúng ta long entry cho cái cặp tiền này, nếu mà có long entry cross á, cho cặp tiền này và CSM đồng thuận ha, CSM đồng thuận tức là cái đồng này nó đang mạnh này, đồng bảng Anh mạnh này, đồng CSF yếu này, thì chúng ta mua cái này là hợp lý đúng không? Có nghĩa là mua đồng mạnh bán đồng yếu. Bán đồng yếu có nghĩa là sao? Bán đồng yếu, ví dụ đi, bán đồng yếu là ở đây là cái gì? Ở đây là CHF EPY. Có phải là bây giờ tìm được một cái điểm vào lệnh là short entry không? Short entry có nghĩa là bán lệnh bán á. Rồi ok. Short entry cross ha. Thì có nghĩa là phải bán cái đồng CHF này không? Vì cái đồng CHF này yếu thì nó yếu này. Bán. Còn bán đồng CHF mua đồng GBY này. Ok các bạn hiểu không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Thần chú cho CSM. Thần chú cho CSM là gì? Thần chú này. À, các bạn, thần chú thì đọc cho vui vậy thôi, để mà nhớ trong đầu thôi chứ không phải gì ghê gớm. À. CSM thần chú CSM mua đồng mạnh bán đồng yếu. Hết. CSM các bạn chỉ quan tâm điều đó thôi. Không có gì ghê gớm ha. À, ok. Mua đồng mạnh bán đồng yếu. Và có một cái đặc tính là các bạn phải nhớ là CSM nó không phải chén thánh, bởi vì nó cũng là một cái indicator tính toán từ giá thôi, và tính là giá trong 25 phiên nên là nó có sẽ có độ trễ. Quan trọng nhất vẫn là
chiến thuật cross các bạn phải hiểu nó, còn CSM là công cụ hỗ trợ. Quan trọng nhất vẫn là người lái nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn, chào một buổi sáng, chúc buổi sáng tốt lành ha. Và các bạn có câu hỏi gì cứ PM trực tiếp mình, và hiện tại thì mình chưa có thể mở group được, chat được, bởi vì nếu mở group chat thì mình sẽ bị quá tải ha, không mình sẽ không thể trả lời các bạn, mà mình sẽ bị gọi là bị phân tâm á các bạn. Mỗi người mà nhắn một câu mà chỉ cần 10 người nhắn thôi là mình đã không tập trung được rồi. Và các bạn yên tâm đi, mình sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể. Mình chắc chắn sẽ có cái trách nhiệm với các bạn. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa, hy vọng video này giúp ích các bạn ha.